Chú qua đây là để chú nói với gia đình là ký cái giấy sang nhượng đất lại cho chú. Sang nhượng đất? Đúng rồi con. Trước đây á, bà Tư bà có cầm cái giấy tờ đất qua bên chú, bà dặn cọc 250 triệu. Vì hứa với con gì sẽ bỏ đề đớp cờ bạc, vì không bao giờ đụng tới lá bài, không bao giờ đụng tới tổ đề nữa. Cứu gì một lần thôi thương người gì lại con thương ơi. Gì lại con mà thương. Phước tha cho tôi, tha cho tôi một lần này nữa thôi. Xui khiến như con thương nó tha tôi một lần cuối cùng thôi. Tôi biết tôi là con khốn nạn mà. Tự hỏi chứ mất tới giờ tôi không có làm gì tử tế để cho tôi nhỏ hết. Tôi chỉ toàn hành hạ, báo hại, báo cô tôi đó thôi. Bây giờ tôi biết là tôi ngu, tôi sai rồi. Xin anh chị làm ơn Lâm Phước, tha thứ cho tôi. Tôi thề trước bàn thờ anh chị, tôi sẽ bỏ đề đó, bỏ cờ bạc. Nếu tôi mà cầm tới ra bài, tôi mà rờ tới số đề nữa, xin cho trời đoán mạng tôi. Chứ kiếp sau tôi chết tôi không đầu thai được. Tôi làm con trâu, con bò, con súc vật cũng được. Mọi người muốn cứu cho tôi một tay nhẹ lên. Một lần cuối cùng.